ha, nhìn về cái máy nè, chắc chơi rồi nha. Ít đề nghề nè, chặt chờ ha. Đó, con này chặt đến nóng ha, mắt gặp ở đây. Đây. FC1000. Mắt anh gặp ở đây nha. Công suất của nó là 1.5V 52, 1.500W nè ha, IPX4 nè. Cầu kia nó 229 độ C ha. Đầy đủ phụ kiện nha. Cầm cái máy nè. Máy nè ha, dây nè. Súng nè ha, đó, súng rửa nè. Dạ, cò này xuống. Xuống là bóp ha. Đó, dây nè. Rồi, catalog nữa nè. Cái này nó có được. Vô nha mọi người ha. Đó. Này gì đây? À, không ha. Này, cái gì? Đó, cái này ha. Rồi. Còn thùng nữa nha. Này là cắt ra đổ ra rồi bỏ lên. Rồi ha.